Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy ở cái bài số 8 thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần đoạn mạch nối tiếp á, thì chúng ta đã biết được về cường độ dòng điện của nó rồi đúng không nào? Cường độ dòng điện tại mọi điểm trong cái đoạn mạch á, thì nó như nào? Nó sẽ bằng nhau. Nó sẽ bằng nhau hết các em nha. Có bao nhiêu điểm thì nó sẽ bằng nhau hết. Chúng ta nhớ không thầy? Tại vì trong clip trước thầy đã quay tới cái đoạn này thầy cắt này. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần 2. Đó chính là điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. Điện trở là R đúng không nào? Điện trở tương đương, điện trở tương đương của đoạn mạch, chúng ta ghi thầy phần này vô, là điện trở thay thế cho điện trở, là điện trở thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như như trước. Ta ghi thầy phần này vô phần lý thuyết. Người ta yêu cầu của em là gì? Câu hỏi số 3 này dựa vào kiến thức đã học, đã biết về dòng điện và điện trở, lập luận để so sánh độ lớn của điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp với độ lớn của mỗi điện trở thành phần. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Chúng ta đã biết cường độ dòng điện thì như nào, nó bằng nhau. Còn đối với phần hiệu điện thế, để tính được điện trở thì chúng ta phải biết được cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Như vậy thì dòng điện thì bằng nhau, thì hiệu điện thế nó dưới dạng là tổng em nhé, nghĩa là U này sẽ bằng là U1 cộng U2 cộng U3 cộng chấm 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 cộng ở đây cho gì UN. Thì từ hai công thức này chúng ta có thể suy ra R tương đương. R tương đương, tại vì R thì bằng U nhân Y, R1 bằng U1 nhân Y1, thì chứng tỏ ở đây nó sẽ bằng là gì? R1 cộng R2 cộng chấm 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 cộng RN. Đây chính là cái công thức để chúng ta đi tính R tương đương. Được chưa? Đây, câu hỏi số 3 này em. Thầy cũng hướng dẫn em, chúng ta tham khảo để thầy ghi vô nha. Được chưa? Rồi. Như vậy công thức thì đã hình thành cho em này. Nhưng mà công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. Đây nha. Công thức tổng quát nhất của nó là đây này. Chúng ta áp dụng cái này để chúng ta có thể làm ở cái câu hỏi số 4 này. Cho 3 điện trở R1, R2, R3 tính điện trở tương đương của 3 đồng của đoạn mạch gồm 3 cái điện trở này, mắc người ta cho người ta là mắc nối tiếp này. Chứ không mắc song song thì nó lại công thức nó khác nha. Chứ không phải như thế này đâu. Chúng ta phải lưu ý đó. Như vậy R tương đương thì bằng R1 cộng R2 cộng R3. Cái này thì ai làm cũng được rồi, cực kỳ dễ ha. Ở đây 3 cộng 4 cộng 6 thì bằng 10, 13 ohm. Xong. Ok nha. Câu hỏi số 4 á. Giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái câu hỏi tiếp theo. Đây, câu hỏi số 4 nha, trả lời cho câu hỏi số 4. 13 ohm. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 4 nè. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 được mắc nối tiếp. Người ta đã cho mắc nối tiếp này. Và nguồn điện hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12V. Người ta yêu cầu em tính cường độ dòng điện. Để tính cường độ dòng điện nghĩa là Y này sẽ bằng là U chia cho R đúng không? U này có rồi, thằng này đây chính là U nè. R tương đương có chưa? Chưa. R tương đương như vậy, R tương đương ta là bằng R1 cộng R2. Như vậy đây sẽ bằng 30 cộng đây 60 thì sẽ bằng là 90 ohm. Như vậy chúng ta thế chỗ đây. Chúng ta sẽ lấy ở đây là 12 chia đây cho 90. Chia nó. Cái này không? Ở đây ta chỉ 6 đây, chỉ 6 là bằng 2/15A. Nó không chẳng em ha. Tiếp tục người ta yêu cầu em tính nhiều điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Như vậy thì ở đây chúng ta đi tính U1 với lại U2. Như vậy ở đây U1 thì bằng Y1 nhân R1. Trong khi đó Y của chúng ta, Y đây, Y thì bằng Y1, Y2, Y3 hết. Cái gì không? Nghĩa là Y ở đây sẽ bằng là Y1 sẽ bằng với Y2 và chắc chắn sẽ bằng là 2/15A. Như vậy Y1 ở đây sẽ bằng 2/15 nhân ở đây cho đây cho 30. 2/15 thì thằng này 30 chia 15 là bằng 2, 2 x 2 là bằng 4 4V. Có đúng không?
Còn cái anh U2, cái U2 của chúng ta là bằng I2 nhân R2. I2 vẫn là bằng 2/15 nhân R2 là bằng 60. 60 chia 15 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8V. Có phải 8 cộng cho 4 là bằng 12V không? Hiểu chưa? Tiếp tục. Là xong rồi đó. Một anh 4V, một anh 8V. Đây. Được chưa? Phần luyện tập 4 á. Rồi. Câu số 5, biết rằng dây đèn trang trí trong hình 8.1 là một mạch điện gồm các đèn mắc nối tiếp. Hãy trả lời câu hỏi được đặt ra hoạt động ở đâu. Thì trong mở đầu thầy đã nói rồi. Các cái đèn led này được mắc nối tiếp với nhau. Mà nối tiếp thì cường độ dòng điện sẽ bằng nhau. Cường độ dòng điện tại các điểm của nó sẽ bằng nhau. Đúng không nào? Nên các đèn của nó sẽ có được cung cấp một cường độ dòng điện bằng nhau, nên là nó cái độ sáng của nó là như nhau. Kiếm hiểu nào? Đấy. Ok. Đây nghe. Rồi. Cái phần tìm hiểu thêm thì phần này chúng ta đọc nha. Người ta yêu cầu nêu tác dụng của cầu chì và từ đó cho biết cầu chì được mắc như thế nào với các thiết bị điện cần được bảo vệ nha. Cầu chì nghĩa là trong một cái táp lô điện ấy, chúng ta sẽ thấy có một cái hộp ở trong đây, nó có một sợi dây nè, cái sợi dây dẫn đây này, người ta gọi là cái cầu chì. Khi mà điện của chúng ta, nhà chúng ta ví dụ như là chập chờn, lúc tắt lúc sáng hay sấm chớp mà đánh hay các kiểu á, thì nó sẽ, người ta hay nói câu là cháy cầu chì. Cháy cầu chì, cháy cầu chì nghĩa là cái đoạn dây dẫn này nó sẽ bị đứt này, nó sẽ bị đứt ở đây, nghĩa là khi đó điện của chúng ta nó sẽ bị cắt ngay chỗ đây, khi đấy nó trở thành cái kho ca chỗ này này, như vậy mặt chúng ta sẽ trở thành mặt hở chỗ đây, nên nó sẽ bảo vệ được cái thiết bị điện đó. Kiếm hiểu không? Đó, như vậy thì cầu chì đây có tác dụng gì? Cầu chì có tác dụng bảo vệ mặt điện bằng cách làm đứt cái mặt điện ở đây. Thì khi xảy ra mà đoạn mặt hay là cường độ dòng điện nó tăng quá mức, nghĩa là nó quá cao, thì cái anh cầu chì này nóng chảy làm cái sợi dây dẫn này bị đứt. Kiếm hiểu không? Bị nóng chảy và đứt và ngắt cái mặt điện ở đây. À, nó, như vậy trở thành là đoạn cái mặt này mặt hở. Như vậy thì cầu chì này nó luôn luôn là mắc nối tiếp đấy nha. Nó luôn luôn mắc nối tiếp với các thiết bị điện mà cần được bảo vệ. Ví dụ như thầy muốn bảo vệ cái tủ lạnh hay muốn bảo vệ cái máy lạnh, nghĩa là những cái thiết bị điện mà dùng với cái cường độ dùng điện lớn đó nghe. Còn nhỏ thì không sao. Ví dụ như cái hệ thống là bóng đèn led thì không cần thiết, tại vì nó tiêu tốn cái cường độ dùng điện rất là ít nên không cần thiết. Mà ví dụ như tủ lạnh này hoặc là máy lạnh này, điều đó em hiểu chưa? Ok. Vậy thôi. Đây. Cầu chì. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang cái mục em có biết nha. Chúng ta đọc cùng thầy cái mục em có biết giùm thầy ở đây. Và xem tại cái phần nội dung kiến thức này, tóm lại nè, nghe thì tóm tắt cái chỗ này cho nó dễ hiểu này. Tóm lại nè, đối với đoạn mạch nối tiếp nha, nối tiếp đoạn mạch nối tiếp chúng ta nhớ ba cái. Một, cường độ dòng điện sẽ bằng nhau hết. Về phần điện trở, R tương đương cũng sẽ là bằng tổng R1 cộng R2 cộng có bao nhiêu điện trở thì chúng ta cộng lại. Còn đối với hiệu điện thế, U sẽ bằng U1 cộng U2 cộng, nhớ này, người ta không có ghi U nhưng thầy cũng sẽ ghi luôn. Nhớ mắc nối tiếp ba cái này, cường độ dòng điện thì bằng nhau hết, còn R tương đương với hiệu điện thế thì nó sẽ là tổng. Nhớ này nhé, để sang cái bài số 9 ta học về đoạn mạch song song thì chúng ta cần phải so sánh với ba công thức này để chúng ta đi làm bài tập này.
Tại vì qua cái thằng mà song song ấy thì không phải cường độ dùng điện nó bằng nhau nữa, mà nó chính là hiệu điện thế bằng nhau. Ok nhá. Như vậy thì chúng ta nên đọc trước lại bài số 9, và trong clip sau thầy sẽ quay cho các em, và chắc chắn là cái mạch nội dung kiến thức nó cũng sẽ đi giống như bài số 8. Chúc em học tốt, bye bye. Ok, nhớ ghi lại này, ba công thức này để học này. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.